Đoàn đại biểu công tác số 9 thành phố Hồ Chí Minh do chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, phó tư lệnh quân chủng Hải quân, trưởng đoàn công tác số 9 và đồng chí Nguyễn Hồ Hải, phó bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh với hơn 200 đại biểu vừa hoàn thành tốt đẹp chuyến thăm động viên quân dân huyện đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn DK18 trên thềm lục địa phía nam tổ quốc tại các điểm đảo sông Tử Tây, Đá Nam, Sinh Tồn, Cô Linh, núi Lè B, Tóc Tang A, Huyền Chài B, Đá Tây B, Trường Sa và nhà giàn DK18. Đây là tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của thành phố Hồ Chí Minh nhằm cổ vũ, động viên, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để quân dân huyện đảo Trường Sa vững vàng vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Ngày 20 tháng 5, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì cuộc tiếp công dân liên quan đến nội dung đơn phản ánh kiến nghị của bà Nguyễn Thị Bích Hằng, ngụ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn về việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà trước đó chính quyền huyện Hóc Môn đã cấp sai. Đây là buổi tiếp xúc cử tri công dân trong việc thực hiện nhiệm vụ vai trò của đại biểu Quốc hội ứng cử trên địa bàn huyện Hóc Môn và Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong công tác tiếp công dân. Tại buổi tiếp công dân, sau khi nghe báo cáo ý kiến của các bên có liên quan, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đã gửi lời xin lỗi đến cử tri Nguyễn Thị Bích Hằng cùng gia đình về những sai sót mà các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc cấp sai vị trí thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2002. Từ đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn khẩn trương xem xét hướng dẫn cử tri Nguyễn Thị Bích Hằng chuẩn bị các thủ tục hồ sơ để cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng vị trí đất. Sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương có thông báo về việc xem xét kết luận về xử lý kỷ luật đảng đối với đảng ủy Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cá nhân đảng viên tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, theo Bộ Tài chính ngày 19 tháng 5, Ban Cán sự đảng của Bộ này đã có cuộc họp và có kết luận về việc xử lý kỷ luật cán bộ với quyết định cách chức Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đối với ông Trần Văn Dũng do đã có vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác. Bộ Tài chính còn thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Vũ Bằng, nguyên bí thư đảng ủy cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giai đoạn 2015-2020 do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Thành Long, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Cùng với đó, Bộ Tài chính ban hành quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Sơn, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, do đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác. Trong thời gian xem xét, kiện toàn nhân sự Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính giao Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi trực tiếp phụ trách chỉ đạo điều hành Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kể từ ngày 19 tháng 5. Ngày 20 tháng 5, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thái, sinh 1970, ngụ quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo điều tra, khoảng 4 giờ ngày 3 tháng 5, Thái mang theo bao tải đi từ đường Tôn Đức Thắng lên cầu Thủ Thiêm 2, tìm cách lấy các nắp cống hình tròn rồi bỏ vào bao. Sau đó, Thái mang về bán cho chủ tiệm ve chai được 700.000 đồng, tương đương với 70kg. Thấy việc này dễ dàng nên ngày 5 tháng 5, Thái lấy trộm thêm các nắp cống bán cho người thu mua ve chai ở đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22 quận Bình Thạnh được 400.000 đồng. Quá trình điều tra, Thái khai lấy trộm 32 nắp cống bán hơn 1 triệu đồng. Qua thẩm định, số nắp cống trị giá 11 triệu đồng. Trích lục hồ sơ, Thái có 4 tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Ngày 20 tháng 5, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt giữ băng nhóm liên quan đến vụ hỗn chiến khiến một người chết và một người bị thương. Nhóm đối tượng bị bắt gồm Trần Minh Tú sinh 1993, Phan Nhật Huy sinh năm 2003, Võ Minh Hiếu sinh năm 2000, Quách Phương Điền sinh năm 2002, cùng ngụ thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Tiến Đạt sinh năm 2000, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, Lê Minh Tuấn sinh năm 2002, ngụ tỉnh Tiền Giang. Trước đó, vào tối 11 tháng 4, nhóm của Vi Công Lĩnh sinh năm 2001 gồm Vi Minh Lĩnh sinh năm 1999, Vi Công Khoa sinh năm 2003, Bùi Minh Hoàng sinh năm 2001 và Bùi Tiến sinh năm 1995, ngụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức ăn nhậu tại tiệm làm quảng cáo ở phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức. Rạng sáng 12 tháng 4, Lĩnh lấy xe chở Hoàng Khoa đi mua đồ ăn. Khi cả ba tới giao lộ đường Tam Bình, đường số 42, thì xích xảy ra va chạm giao thông với xe máy do Tuấn chở theo Huy, nên hai bên có cự cãi. Sau vụ việc, Lĩnh bị thương nặng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong vào trưa hôm sau. Riêng Lĩnh cũng bị thương nặng nhập viện cấp cứu. Qua điều tra, công an xác định vụ hỗn chiến là do mâu thuẫn trong lúc đi đường.
Sáng 20 tháng 5, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Thuận khẩn trương giải quyết vụ sạt lở gây ách tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 28B, khu vực đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 19 tháng 5, một lượng rất lớn đất đá bất ngờ đổ xuống, bao phủ toàn bộ bề mặt đường tại khu vực, giao thông bị ách tắc. Thời điểm xảy ra vụ việc có ít người qua lại nên không gây thiệt hại về người. Theo Ban An toàn Giao thông tỉnh Bình Thuận, ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh đã có mặt huy động nhân sự cùng phương tiện cơ giới giải quyết sạt lở. Đến khoảng gần 3 giờ sáng nay thì tuyến quốc lộ 28B qua đèo Đại Ninh đã tạm thông đường, nhưng lượng đất đá vẫn còn rất lớn ở hai bên đường. Ngày 20 tháng 5, lãnh đạo công an xã Ea Nun, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk xác nhận một phụ nữ trên địa bàn đã bị các đối tượng lừa đảo qua điện thoại nhằm chiếm đoạt 160 triệu đồng. Trước đó, sáng 18 tháng 5, bà TTV, 58 tuổi, ngụ Buôn Co Đung A, xã Ea Nun nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông tự nhận là cán bộ công an hỏi về việc bà có từng mở tài khoản ngân hàng ở Hà Nội hay không. Theo người này cho biết có người ở nước ngoài gửi về tài khoản của bà V rất nhiều tiền và hiện tài khoản còn khoảng 300 tỷ nên mong muốn bà hợp tác để đóng tài khoản này nhằm xác minh thông tin. Tiếp đến, người này nối máy cho bà V nói chuyện với một người đàn ông khác tự xưng là thủ trưởng cơ quan công an khuyên bà V hợp tác. Người này nói thêm sẽ có thanh tra ngân hàng gọi lại cho bà V rồi tắt máy. Ngay sau đó, một phụ nữ tự xưng là cán bộ ngân hàng gọi điện tới và đe dọa bà V phải gửi tiền gấp đến một số tài khoản để kiểm tra xem có liên quan đến tội phạm ma túy hay không. Người này không quên dặn bà V không được nói vụ việc này cho bất cứ ai biết. Lo sợ, bà V cùng chồng đến ngân hàng chuyển vào số tài khoản của các đối tượng 160 triệu đồng. Ngay sau khi chuyển tiền, bà V về nhà kể lại vụ việc cho người thân nghe thì mới biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo. Tiếp nhận thông tin, công an xã Ea Nun đã cùng bà V đến ngân hàng để kiểm tra thông tin giao dịch. May mắn thời điểm viết giấy nộp tiền do chữ xấu nên bà V viết không rõ họ tên của người nhận, khiến nhân viên ngân hàng đánh máy sai phần họ tên. Do đó, số tiền bà V bị treo chưa thể gửi đi. Sau đó, phía ngân hàng đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền 160 triệu đồng cho bà V.